về lý thuyết chuẩn thì khi chúng ta mở lên là hai, em sẽ đứng ở chiều này, khi chúng ta mở lên hai đứng hẳn lên trên, and ba là lật về là lùi xuống, hai ở trên and ba là xuống, và and bốn thì đi sang ngang, đoạn đấy tính sau. Tuy nhiên có một trường hợp nữa, đấy là bức trách khi đi lên kẹp hai đùi vào luôn, đây được gọi là bức trách. Nhưng bức trách nó chỉ được lùa dùng khi chân của các chị nó vững, khi các chị đứng được trên hai bàn chân thì các chị làm bức trách rất là đẹp đó, và nó thuộc về phong cách chứ không phải là cái chuẩn, nhưng đều được chấp nhận với điều kiện là giếng được hai ước chân đó, đứng được trên hai ước chân thì lúc đấy bức trách được chấp nhận. Tuy nhiên ở lứa tuổi của mình, việc giếng cả hai bàn chân các chị có làm được không? Nếu như làm được thì có thể làm bức trách. Tuy nhiên chúng ta đang sửa lỗi, cho nên là hãy làm cái gì nó chuẩn nhất. Hai ở trên, and ba rồi xuống. Bởi vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc and ba làm thế nào để đi về. Đấy nhá. Bắt đầu bước cơ bản, lại quay về bước cơ bản này. Cái lùi xuống, đây là hai. Thế làm thế nào các chị tiến lên được? Xoay hông đúng không ạ? Xoay hông thì xoay hông cổ trên chân trụ, xoay tại chỗ, and chưa chưa đưa lên nha, and rồi lúc đấy mới lấy ước chân đằng sau đẩy lên là ba. Và nếu như mà tiến về phía trước, tiến về phía trước này, hai làm thế nào để đi về, như lúc này em giảng đấy là and ba để đi về. Vậy là nếu từ trên mà muốn chuyển về thì đầu gối chạm vào khuỷu chân và đẩy về là xong. Còn nếu như mà muốn từ dưới, đang hông ngang muốn từ dưới mà muốn chuyển lên trên thì phải and ba đó. Ở đây sẽ thấy một cái trường hợp là khi các chị xoay hông từ trước ra sau này, chứ không phải đưa mông ra sau nha, sai. Xoay hông thì cái chân đằng trước sẽ có cái trượt ở trên, trượt bằng gì? Trượt bằng cạnh ngoài bàn chân, cạnh ngoài bàn chân chứ không phải là cả năm ngón chân, cũng không phải là ngón chân cái nhá, cạnh ngoài bàn chân, đứng đúng tư thế này, thẳng khoeo chân ra, hông ngang, sau đấy hông xoay một cái là chân sẽ trượt lên. Đây là lý do tại sao có một số chị tập mà càng ngày càng cảm thấy đau cổ chân này, đau chân ngón chân cái, bởi vì mình không có cái độ trượt này này, cái lực mình đè lên nó sẽ rất là mạnh và ngày càng sẽ bị đau, bị đè, mà mình cần phải giảm nhẹ cái lực đó đi. Đấy chính là cái tác dụng của việc trượt. Nhưng trượt ở đây không phải là cố tình trượt, mà là đứng đúng dáng, căng thẳng chân và xoay hông ra sau sẽ thấy cái độ trượt như vậy. Nhớ là điều kiện duy nhất để làm được việc này chính là thẳng người. Đó. Các chị có thể thử luôn, đứng lên thử luôn. Đó. Nhớ là đứng trượt trên một chân, xoay một cái chân sẽ trượt. Ok, nếu như mà ai không trượt thì xem lại. Đó. Một, có hai lý do nếu chân không trượt. Một là xoay không đến nơi, xoay ít quá. Hai là xoay quá nhiều. Xoay quá nhiều đưa ra sau thì chân không thể nào vượt lên được. Đứng yên tại chỗ, lắc từ trước ra sau. Đó. Trước ra sau, trước ra sau. Vẫn trên một trục, xoay, nó chính là cái hông lật đấy ạ, hông lật, hông lật. Đó, đấy là cái and ba, hai này, and ba. Rồi, từ trước ra sau, đây là đang ở vị trí ở trên, để đi xuống, thì chúng ta lại là hông ngang, ở đây gọi là hông đóng. Bây giờ muốn, à xin lỗi, lên trên thì là hông mở, xin lỗi nhá, lên phát là sẽ ở hông mở, thì bây giờ muốn đi về, thì phải đầu gối chạm vào khuỷu chân để đóng nó lại. Và bây giờ chỉ việc lấy cái đà ở đây, lấy cái đà đầu gối khuỷu chân này, đẩy về. Thế là chúng ta có thể lùi. Và khi lùi về, ngay và luôn sẽ là hông ngang. Bây giờ muốn, hông ngang là hông đóng. Và bây giờ muốn tiến lên, thì hãy mở cái hông này ra và đẩy lên. Bây giờ muốn lùi xuống, đóng cái hông này vào và xuống.
mở tiến lên, đóng xuống, mở tiến lên, đóng xuống. Đấy là cách di chuyển phía trên đó.